Anh cho mẹ làm nó sợ đấy. Nhanh nhanh lên. Sinh ra mà cái kiểu khẳng khẳng khờ thi. Gì mà con đính về thì tiệt. Con bệt không? Tưởng là nhiều thì chúng ta mò hôi, nhưng mà vừa vừa thì thôi. Thôi ỏi bạt đi nha. Tới đây đó. À, vừa đi chủ nhật đi mà nhìn lá hôi đông để rửa coi kiếm mới dám mơ ọc cái bé tài án không. Alo. Alo mẹ. Yến à. Mẹ đang đây ngoài đông. Bé ta ăn cơm vừa cho vui mau. Con bần quá không về được mẹ. Bần à? Dạ. Thế chủ nhật mà. Về đi. Về chứ lâu ngày không đưa cháu về mẹ nhờ. Đưa cháu về đi. Mẹ nấu bữa cơm để ăn cả gia đình cho vui. Ồ rồi thế để nha con về mẹ. Đợi tí mẹ nhá. Dạ.
Rồi mấy chị ăn ăn chị mô. Ô anh vịt không? Rồi để con vợ chồng ăn thường trả nó về nha. Vịt nha. Bởi ra mấy thằng ở gì hai xong rồi cái đặt trọt đó nước tao cũng bán không được. Thỉnh thoảng đỡ chào với nhờ nhá. Rí thì tuần mộng về. À. Bye.